Vâng, chào tất cả các bác nhé. Thời gian gần đây thì rất nhiều bác điện cho em bảo là lên những cái bộ dàn cấu hình giá hết sức là bình dân để cho tất cả những cái mọi người đều có khả năng mua được những bộ dàn về để hát karaoke gia đình, nhưng vẫn đảm bảo cái chất lượng cho các bác hát, hát vẫn phải hay. Hay ở đây là hay trong tầm giá quá nhé, không thể nói là vượt trội được. Tất nhiên là nó rất là hay và rất là dễ hát trong cái khung giá đó. Và hôm nay đây thì em đã lên một cái cấu hình để cho tất cả mọi người đều có khả năng mua cho mình một bộ dàn. Nhìn chung là tất cả mọi người đều có khả năng mua các bác nhé. Cấu hình em dựng lên hôm nay rất là chất lượng các bác nhé. Hát em đảm bảo rất là hay, rất là nhẹ và rất là dễ hát. Đấy, hôm nay cấu hình em dựng là một con đẩy Dio, con hàng nội địa Trung Quốc, rất là ok, rất hay. Một con Neck FX9 Blues, một con nâng tiếng TD Ultra và một con mic AV Pro. Kết hợp với nó là một đôi loa JBL KP052 Trung Quốc bác nhé. Nguyên bộ dàn 4 thiết bị như thế này và kết hợp một đôi loa full 30. Quả trầm này hiện tại là em để em kê và giá thành sẽ không tính chung với quả trầm bác nhé, sẽ không tính chung quả trầm. Nguyên bộ dàn như vậy và em sẽ cất luôn chất âm cho các bác, vừa rồi thì các bác đã được nghe cái tiếng nhạc của nó. Đây là những cấu hình mà có thể nói là quốc dân, dành cho tất cả các bác yêu âm thanh. Một cái chi phí rất là thấp mà một nhận về một bộ dàn rất là chất lượng và hát karaoke em đảm bảo rất là hay. Rất là hay và rất là dễ hát các bác nhé. Hát rất nhẹ, tiếng bay. Đối với dàn này thì em có thể là ngồi cách loa một mét hát cũng không được các bác nhé. Đấy. Vấn đề là thứ nhất là về chỉnh, thứ hai là về chất lượng từng sản phẩm. Tất cả là đều là phải sự có một sự chọn lọc các bác nhé. Còn có thể các bác nhìn bề ngoài để những sản phẩm này có thể nó sẽ giống nhau, nhưng mà cái quan trọng là cái ruột gan, cái chất lượng nó khác nhau nhé. Và bây giờ thì sẽ không làm mất thời gian của bác nữa, em sẽ hát luôn cho bác nghe một đoạn karaoke. Và bác nào có nhu cầu sử dụng những bộ dàn như thế này thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc tại thời điểm này với cái mức giá này. Còn sau này thì em hoàn toàn là không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề giá tại thời điểm này các bác nhé. Bởi vì rút kinh nghiệm như năm ngoái, khi mà thời điểm em làm những bộ dàn giá rất là tốt và rất nhiều bác mua được, rất nhiều bác mua được luôn. 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu. Đấy. Rất nhiều bác mua được những bộ dàn năm ngoái em bán rất tốt, giá rất tốt. Nhưng tại thời điểm đó có rất nhiều bác thì lại không mua cho đến khoảng gần 5-7 tháng sau. Khi đó các bác mới bảo là bữa trước tôi thấy anh làm từ này, nhưng các bác hết sức thông cảm, tại thời điểm đó giá nó như vậy. Và thời điểm cuối năm giá nó lên thì em không thể làm cái giá đó được nữa. Đấy. Năm ngoái thì rất nhiều bác bị như vậy. Đến khi các bác bảo trước đây anh làm như vậy mà bây giờ thì tôi muốn mua như thế. Bác muốn mua như thế thì phải mua tại thời điểm đó. Còn cách 5-7 tháng sau các bác mua thì thực sự là cái giá nó sẽ thay đổi. Vì cuối năm vừa rồi giá lên rất là cao các bác nhé. Thế nên là các bác hết sức thông cảm là giá tại thời điểm nào thì các bác vui lòng cập nhật cho em cái thời điểm đó nhé. Và bây giờ cái bộ dàn này thì em khẳng định là bác làm nhanh tay sở hữu được. Nó là quá là ok, quá là chất lượng và giá thì em đảm bảo là tụt đến gót chân rồi. Chất lượng thì khỏi bàn cãi. Và bây giờ thì em sẽ hát luôn một đoạn karaoke cho bác nghe. Địa chỉ và số điện thoại các bác lưu ý giúp em nhé. Em thường là hay quên cái biển này. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng bài karaoke bác nhé. Lờ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gió đầu non, gió lọt đầu gành. Đường em đi đường nở hoa gấp luôn cây. Trên đường em đi đường nở hoa gấp trên trường. Đưa ngược xuôi
đường em đi đường nở hoa khắp trên trường. Một hai ba. Karaoke đã đủ để các bác cảm nhận được cái chất âm của một cái bộ dàn với cái mức giá phải nói là giá khủng khiếp. Như năm ngoái em làm thì rất nhiều bác, thậm chí là thợ điện cho em bảo là tôi không thể hình dung được tại sao anh làm với cái mức giá khủng khiếp đến như thế. Thực chất rằng là nguyên bộ này em đảm bảo với các bác là hát quá là ok, quá là hay luôn. Mà cái mức giá thì em khẳng định là mức giá này không thể tưởng tượng được các bác nhé. Chất lượng rất là tốt, hát rất hay, rất nhẹ các bác nhé, rất nhẹ chứ không phải là, mà em thu hoàn toàn rất là thực tế luôn. Còn bác nào mà gần nhà em thì có thể đến trực tiếp mà hát, mà thử, mà nghe nhá. Dàn 4 thớt và một đô la phun 30. Và bác nào nhanh tay sở hữu cái bộ karaoke này thì liên hệ trực tiếp với thầy Trúc nhá. Và đây là số điện thoại. Và tôi đầu tiên đã thu âm rồi. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em. Giá tại thời điểm này. Còn sau này thì các bác, hôm nay bác xem video thì cũng lưu ý giúp em. Sau này các bác sẽ không thắc mắc tại sao cái thời điểm đấy nó như vậy các bác nhé. Và bây giờ tôi mua thì lại không được như vậy. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác có thấy hay thì cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với thầy Trúc tại thời điểm này và nhanh nhất, sớm nhất các bác nhé. Sớm nhất có thể, chất lượng cực kỳ luôn. Hát đảm bảo rất hay, rất ok các bác nhé.